Thì cái ổ tổ ong, trong một cái tổ ong thì có những con ong thợ đi hút mật. Thì mình đã theo dấu vết về đến tổ của nó rồi. Từ từ để phát có thấy rõ không? Rồi có những con ong thợ đi lấy mật về để nuôi những con ong con á. Mình đã theo dấu vết của những con ong thợ. Thì đi theo từ sáng giờ thì mới biết được là cái tổ đây, nhà của nó ở đây. Và ngay cái tổ đây thì cũng có là một con nhện này, nó làm bẫy, nó giăng bẫy để nó bắt con ong đấy cả nhà. Đó, con ong kia thoát rồi, có những con ong này thì bị chết rồi, thì con nhện tí nữa nó sẽ xuống nó ăn thịt con ong này đấy cả nhà. Nhện nó giăng cái lưới ra để nó bắt ong, con ong này cũng đã bị xa lưới của nhện rồi. Con nhện này khôn quá nhỉ, nó làm bẫy mà làm ngay cái tổ ong luôn. Con này cũng có sự tính toán cũng khá là bài bản đấy. Không biết là ong này nó hung không cả nhà. Mình đào thử xem vài phát thử xem, nếu mà nó hung thì mình mới bắt đầu là hun lửa nhé. Sợ nó hung nó cắn thôi. Nếu mà nó hung là nó đã ra nó cắn rồi đấy. Và hiện tại thì mùa này mình vẫn đi lấy ong, và cái mặt hàng mặt ong rừng Tây Nguyên thì mình vẫn có đang cung cấp cho cả nhà trải nghiệm và sử dụng nhé. Cả nhà có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ với số điện thoại mình để ở màn hình. Ui. Ôi da. Đi cái này hả? Có. Được. Thôi, chắc phải lầm lửa thôi cả nhà ơi, nó cắn rồi. À. Lầm lửa hung này. Nó hung nó cắn mình thì mình phải làm khói đi. Cái tổ nào mà không hung thì mình không cần làm khói. Tổ nào hung thì phải làm khói cho nó sợ đi. Úi giời, cắn rồi đấy. Mày kiến. Như cái loại ong ruồi đất này thì nó không có độc như ong khoái cả nhà. Nên là mình bắt thì mình không có cần đồ bảo hộ nhé. Nó cắn thì ong này cắn nhiều thì cũng tốt thôi, chứ không phải là mình thấy nó đau thì mình sợ thôi, chứ còn ong cắn thì cũng tốt mà. Ôi nó nằm gần lắm mẹ ơi. Hay đỡ cắn rồi đấy. Wow, ui, to lắm. Rộng chỗ này đây. Có lửa vô một cái êm ngay. Tổ này mặc già này. Già đã đời. Nó cắn cứ ráng chịu nha, không sao đâu nha. Cắn là tốt mà. Rồi. Mở rộng rộng ra tí, cắt nó dễ. Nó đỡ dính đất. Wow. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 người bánh luôn. Đã đời đấy. Đào tới ong rồi thì mình giờ mình đeo cái găng tay rồi. Đấy, nó sạch sẽ.
đang thui luôn, mặt già lắm. Chỗ này thì nó cũng ông nó cũng già rồi. Ê, nhà xem này, mặt đã đời mà nhà, mặt đang kín luôn á, già. Quá đã. Mặt hơi bị già luôn đấy. Này, ui, này cả nhà xem nó đen kịt luôn này. Đã đời không? Ui, ngon đấy. Mặt này nằm dưới đây đầy luôn cả nhà này. Đấy, lên này. Thì hiện tại thì cái mặt ăn rừng này mình vẫn đang cung cấp nha cả nhà. Cả nhà có nhu cầu sử dụng thì hãy đặt hàng ở số điện thoại mình để màn hình nhé. Ui, ông đã đợi. Anh nhỏ này to đùng luôn. Đấy, nguyên tả luôn này. Mặt nằm này đầy luôn này. Đây chỗ này này, đi ha. Mặt nằm đầy thế này luôn cả nhà. Ui dồi ôi, cái này mới nhiều mặt này. Nó có đậu lên trên mặt nhưng mà nó lại không cắn nè. Giờ không khói rồi, lúc nãy chưa không khói thì nó cắn nhưng bây giờ không khói rồi, đỡ. Giờ nó bay ra đấy. Chui vào áo rồi, mặt nằm đầy trong ống này cả nhà. Ui, nó chui ra cả trong tay luôn à. Mấy con này nó già hết rồi cả nhà. Nó chuẩn bị chui ra để bay này. Thấy chưa? Cái này cũng đầy ống già luôn này, chuẩn bị chui ra để bay. Nhưng mà mặt còn đầy trong đây này. Đầy này, cuối cùng dài mặt ghê luôn ấy. Còn mấy cái trên đây này, mặt nó nhiều này. Ui, còn mấy cái đèo rẻo lấy ăn luôn được này. Cái xô nhỏ này dự tính là tầm này, cái hôm nay thì ông này nó cũng hơi già rồi nhà, nó sắp bay rồi nên là chừng này chắc cũng khoảng được cỡ nửa lít mật thôi. Và tiếp tục thì mấy anh em mình cũng sẽ đi tìm ong nữa nhé, vì hiện tại bây giờ thì ong vào đầu mùa tháng 3 thì nó rất là nhiều luôn cả nhà, nên là tranh thủ đi tìm để mà bán cung cấp cho mọi người
trải nghiệm sử dụng hương vị mật ong Tây Nguyên, vừa là mình có thêm cái thu nhập nhé. Ui, nó chui vào trong áo hết rồi, thôi bỏ ra đây đi. Rồi bây giờ anh em mình sẽ tạm dừng video ở đây nhé, để đi tìm ong tiếp như này nha. Và nếu mà tìm được thì mình cũng sẽ ghi lại hình ảnh để gửi đến cả nhà xem nhé. Và nếu ai có nhu cầu mua mật ong rừng Tây Nguyên thì có sẵn số điện thoại mình để ở trong video á, nên là mọi người cứ liên hệ số điện thoại thì mình sẽ gửi bán cho cả nhà nhé. Già làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách, tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu rừng Tây Nguyên như nấm linh chi, lim xanh, linh chi cổ cỏ, ba kích tím, khúc hắc, múa tần, nấm ngọc cẩu, sâm cau, sâm tây, huyết đằng, mắc hén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng, đảm bảo những sản phẩm được thu hái tại núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt có thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, thuốc trị bệnh gút. Với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website: gialangtayguyen.com, gialangfood.com, hotline: 0328058111, 0328058333. Gia làng Tây Nguyên, cùng bạn kết nối thành công.